thưa quý khán giả, đánh thức tiềm năng thành giá trị, tỉnh kêu gọi đầu tư 8 dự án du lịch. Đây là hạt nhân giúp Hậu Giang kích hoạt du lịch, hình thành điểm đến chất lượng. Dự án khu du lịch sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Quàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, rộng 50 hectare, tổng mức đầu tư 345 tỷ đồng. Nhiều chuyên gia đánh giá dự án này là hạt nhân kích hoạt du lịch toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tương lai, các tuyến đường cao tốc Quảng Lộ Phụng Hiệp, cao tốc Cần Thơ Cà Mau, cao tốc Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu, cao tốc Châu Đốc Sóc Trăng cùng việc mở rộng tuyến đường vào khu bảo tồn thiên nhiên, đầu tư tuyến đường tỉnh 625B, tạo điều kiện thuận lợi kết tour tuyến du lịch. Đặc biệt là cái văn hóa, lối sống, cái sự mến khách, thân thiện và chân tình của người dân sẽ có một cái sức hút rất là mạnh mẽ cho du lịch Hậu Giang. Chúng tôi tin rằng là với cái sự quan tâm của Đảng, của chính quyền địa phương và cái sự vào cuộc của các cái doanh nghiệp, sự hưởng ứng của người dân thì những cái tiềm năng, nguồn lực về du lịch nông nghiệp của Hậu Giang sẽ phát huy mạnh mẽ. Dựa trên cơ sở hạ tầng du lịch sẵn có, thành phố Vị Thanh kêu gọi 4 dự án gắn kết du lịch trên thuyền kênh Sắn Xà No. Dự án khu du lịch Hồ Sen, khu vực 1, phường 7, thành phố Vị Thanh, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Dự án khu du lịch sinh thái kênh Lầu, xã Quả Tiến, thành phố Vị Thanh, hơn 15 hectare, tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng. Dự án khu du lịch Hồ Tam Giác, khu vực 4, phường 1 và dự án khu du lịch căn cứ thị xã Quỷ, Vị Thanh, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh đều có mức tổng đầu tư 11 tỷ 500 triệu đồng. Các dự án nằm trong trung tâm xã, phường và nội ô thành phố dễ dàng liên kết tour du lịch tàu xà no, hình thành chuỗi nghỉ dưỡng mới. Nằm ven con sông Cái Lớn, quanh năm phù sa tươi mát, tạo cho hương vị đậm đà, màu sắc tươi tắn cho trái quýt đường Long Trị, khó nơi nào sánh bằng. Tỉnh nâng tầm giá trị, kêu gọi đầu tư du lịch cộng đồng gắn với các hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm, tiềm năng phát triển dự án cả thuận lợi về đường thủy lẫn đường bộ. Dự án nằm tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, quy mô 104 hectare, tổng mức đầu tư 11 tỷ 500 triệu đồng. Đây là công trình trữ nước ngọt lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, 50 hectare. Tỉnh hoạch định chiến lược phát triển bền vững qua chuỗi liên kết du lịch rừng tràm Việt Úc, hồ nước ngọt, làng nghề trồng trầu hơn 30 hectare cùng nằm trên địa bàn huyện Vị Thủy. Dự án khu du lịch hồ nước ngọt xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy quy mô 50 hectare, tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Dự án làng du lịch sinh thái văn hóa Tầm Du, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A quy mô 106 hectare, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Bước đầu, các sản phẩm du lịch miệt vườn hình thành và hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện, tạo điều kiện làng du lịch kết nối tour tuyến. Với phương châm là thực hiện hai nhanh ba tốt, đó là nhanh thủ tục giấy hành chính, hai là nhanh giải phóng mặt bằng, ba là cơ hội tốt. Ở đây cơ hội là chính sách tốt, hạ tầng tốt, rồi cơ hội tốt. Cái phương châm thứ hai là thực hiện tốt cái mô hình chính quyền điện tử, chuyển chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cam kết đồng hành với doanh nghiệp trong suốt thời gian là vận hành, cũng như là thời gian đầu tư, rồi là thời gian khai thác dự án tại tỉnh Hậu Giang. Các dự án Hậu Giang kêu gọi dựa trên lợi thế và tài nguyên có sẵn của từng địa phương, từng bước phân loại và tạo ra nhiều mô hình du lịch mới mẻ, chất lượng, phù hợp thị hiếu khách hàng, góp phần đưa hình ảnh du lịch Hậu Giang vươn tầm khu vực và quốc tế.